Bí quyết làm xúc xích xay rối siêu ngon, dễ làm tại nhà dành cho các mẹ đảm đang. Các bé nhà bạn thích ăn xúc xích nhưng mẹ lại lo lắng về chất lượng xúc xích khi mua ngoài hàng. Đừng lo lắng, ông già Ika sẽ chia sẻ bí quyết làm xúc xích ngay tại nhà siêu đơn giản để các mẹ đảm đang hoàn toàn có thể tự tay làm món xúc xích thơm ngon. Cách làm: bước 1, sơ chế nguyên liệu. Lòng non heo rửa sạch với muối, chanh, bóc nhiều lần cho sạch nhớt. Ngâm lòng non trong nước muối pha loãng khoảng 30 phút, vớt ra rửa lại với nước sạch và để ráo. Thịt nạc vai thái mỏng, sau đó băm nhỏ nhưng không quá nhuyễn. Cho thịt băm ướp cùng với 1 thìa đường, 1/2 thìa muối, một chút tiêu, một chút ngũ vị hương, bột tỏi, một chút hạt nêm rồi bóc đều lên, ướp trong khoảng 10 phút. Để thịt được liên kết tốt hơn và tạo độ giòn dai cho thịt, bạn có thể cho thêm vào nửa bát tinh bột bắp khuấy đều với nước rồi ướp thêm khoảng 10 phút nữa. Bước 2. Nhồi xúc xích. Dùng dụng cụ nhồi xúc xích hoặc phễu để nhồi thịt xay đã ướp vào lòng non. Bạn lưu ý nhồi chặt tay nhưng cũng không nên nhồi quá căng để tránh xúc xích bị bục khi luộc. Sau đó dùng dây hoặc dùng chỉ để chia xúc xích thành từng đoạn vừa ăn. Nhồi xúc xích xong, bạn dùng tăm nhọn xăm các lỗ nhỏ trên bề mặt xúc xích để xả bớt khí. Như vậy vỏ xúc xích sẽ không bị nổ, vỡ khi chế biến. Bước 3. Thành phẩm. Xong xuôi, bạn đem xúc xích đi luộc qua rồi vớt ra để ráo. Khi xúc xích đã ráo nước, bạn chỉ cần cắt ra thành từng chiếc và cho vào túi ni lông cất trữ trong tủ lạnh là có thể lấy ra dùng ngay khi cần. Còn chờ gì nữa, bắt tay vào làm ngay một mẻ xúc xích thơm ngon cho gia đình thưởng thức thôi nào. Và đừng quên follow ngay kênh của ông già Ika để thực đơn bữa ăn của bạn thêm phần phong phú, hấp dẫn hơn nha.